Dứt điểm. Đầu con. Áp lực. Không được. Và càng ngang của Nguyễn Sao Vy là quá mạnh. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng đá Thái MS Nguyễn Trãi trong màu áo của Bưu Điện. Dứt điểm. Bóng rất căng của Nguyễn Sao Vy, và vừa rồi thì chúng ta phải có những tràng pháo tay đối với thủ môn Nguyễn Trung Dũng, mặc dù bị che mắt nhưng thủ môn này vẫn nghĩ Hiếu Sa Vi như vậy đã có bàn thắng. Người ghi bàn là Hiếu Sa Vi. Cuối cùng thì sức ép mà các cầu thủ ngoài phồn tạo về phía thành của Vinaphut 1 cũng đã có được hiệu quả, và người ghi bàn vừa rồi chính là Hiếu Sa Vi. Như vậy tỷ số đã được mở cho các cầu thủ ngoài phồn. Mềm mại, nguy hiểm. Sút bóng. Đồng con. Rồi. Vừa rồi bóng đã đập cột dọc khung thành của đội bóng Vinaphut 1. Dứt điểm. Bóng vừa đập sang ngang. Kêu hoặc kêu. Hay quay hết nhà bãi rồi đấy. Đưa điện thoại em gọi cho anh Hoàng. Không có được thiết kế máy đấy. Đầu con. Đỗ Sa Vi. Như vậy là có bàn thắng rồi. Bóng không thể cản phá. Nó đi quá căng. Không có cơ hội dành cho thủ môn Trung Dũng trong pháo vừa rồi. Như vậy đây đã là bàn thắng thứ 2 của Hiếu Sa Vi. Hiếu Sa Vi đang tỏ ra rất nổi trội ở trên iPhone. Chính là anh Hoàng Bu là người mặc áo số 18. Một quả phạt nguy hiểm. Triệu Mạnh. Bóng lại đập cột dọc. Chấn thương mà đồng con đã chưa thể có lại được phong độ đỉnh cao. Vừa rồi là pha bằng lên điểm rất nhanh của Tiến Tùng, người đã có một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm. Rất hay. Hoàng Trung. Như vậy tỷ số trận đấu đã là 3-0. Vừa rồi là tình huống chuyển bóng cắt tiết của trung vệ Hoàng Vũ. Bóng đi rất hay, và công việc của số 98 bên dưới mùa cùng là đơn giản. Bây giờ trận đấu đã có tỷ số là 3-0. Rất hay. Tình huống rất kỹ thuật của đồng con. Hiếu Sa Vi. Như vậy đã có hat-trick của Hiếu Sa Vi. Không thể cản phá. Một pha sút bóng quá nhanh và nguy hiểm. Trọng tài còn không kịp nhìn thấy bóng trong đường bài, cũng còn không kịp chỉ tay và chấm nguy hiểm. Lại có lỗi. Điều thứ bảy chúng ta sẽ cùng đến với Radio. Tục là Hiếu Sa Vi. Vừa rồi có lẽ là Đại Đinh Nhô cần phải tự tin dứt điểm hơn. 2017 giữa Nguyễn Trãi và Hawaii. Rất hay. Trung đến. Không thể đến được vị trí của Đại Đinh Nhô. Đức Thịnh. Đại Đinh Nhô rất hay. Đức Thịnh. Như vậy là có bàn thắng. Số trận đấu là 5-0. Đâu con nào mà tay đồng nhá. Đâu thắng trước anh. Đâu thắng đi dài chuyển đến đây à? Vâng. Đang có những sự điều chỉnh về nhân sự bên phía mobile phone. Đội trưởng Hoàng Vũ và
Hải Băng, Đồng Cận, Đồng Linh, Đồng Con của các cầu thủ ngoài côn cũng đến. Đức Thịnh. Như vậy là các bàn thắng thứ hai dành cho số 10 bên phía Mobile Phone. Như vậy sẽ có thêm sự điều chỉnh nữa. Tiền thổ vào sân thay cho Hoàng Bù. Số trận đấu bây giờ là 6-0 nhưng về phía Mobile Phone. Bảy không nghiêng về phía Mobile Phone. Đấu đầu là Tương Linh, Duy Thịnh, Ngọc Nam sút bóng rất căng của Ngọc Nam nhưng bóng vẫn đi vào cầu rộng. BIDG Quang Trung và Mobile Phone sẽ là trận đấu tâm điểm. Như vậy có hát trích dành cho Duy Thịnh. Vâng, như vậy trận đấu giữa hai đội Mobile Phone và Vinafood 1. Vâng, như vậy trận đấu giữa hai đội Mobile Phone và Vinafood 1 đã kết thúc với tỷ số là 8-0. Hai cầu thủ ghi được hat trích. Tiếp được nhà anh.